Kính thưa cộng đoàn, trong những cống hiến âm thầm cho nhân loại, chúng ta hãy nhớ đến những lời nguyện ít ai biết đến, không ai nghe và chẳng ai thấy của người đau khổ trên giường bệnh, trong những khó khăn khi áp bức tù đày. Thế nhưng những lời nguyện ấy lại là những lời dâng hiến cho Thiên Chúa cách trân trọng, và qua những lời ấy Thiên Chúa lại trao ban cho con người những ân huệ cao cả. Với con người thì con người nhìn ở bên ngoài, nhưng Thiên Chúa lại nhìn ở bên trong. Biết bao nhiêu người giàu sang quần là áo lụa, nhưng Thiên Chúa đã không nhìn. Ngày hôm nay khi đọc trang tin mừng này, con thấy mắc cười Chúa Giêsu như người ta vẫn thường nói, giống như thánh sai đi lên đền thờ và nhìn người ta bỏ tiền vào trong thùng. Chúa Giêsu không nhìn ai khác mà lại đưa mắt nhìn người đàn bà nghèo nàn gầy gò rách rưới. Biết bao nhiêu người đã bỏ tiền vào thùng, và ở cái đền thờ có những cái thùng tiền để người ta bỏ tiền vào đó, nó rơi len keng, nhưng với hai đồng xu của bà quá thì bỏ vào không nghe được một tiếng kêu nào. Nhưng mà trong ánh mắt của Chúa, Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của bà và Chúa đã khen bà. Hóa ra Chúa không đánh giá dựa trên khối lượng, dựa trên cái số lượng, nhưng Chúa đã dựa trên chất lượng. Chúa không nhìn bề ngoài, nhưng Chúa đã nhìn vào trong tận đáy lòng của con người. Thì Chúa cho biết là tại sao Chúa khen bà. Thì Chúa nói rõ lắm: quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào tất cả tài sản, tất cả những gì có để sống. Và Chúa Giêsu đã nhìn thấu tâm hồn của bà, một tâm hồn thiết tha yêu mến Chúa với công việc nhà Chúa, và hành động của bà đã không qua được ánh mắt của Chúa Giêsu. Và cái tấm lòng quảng đại ấy dành cho đi tất cả những gì gọi là đảm bảo cần thiết cho cuộc sống của mọi người. Mà thật sự chúng ta thấy mọi người ngày lúc ấy đi lên đền thờ đều bỏ vào đó tiền dư bạc thừa, còn bà quá thì bà quá đã bỏ cả những gì bảo đảm cho cuộc sống của mình. Thật vậy, thế gian này có mấy ai được có tấm lòng như bà quá trong tim mình mà chúng ta vừa thấy hôm nay. Nhưng mà rồi không hiểu sao cái tấm lòng của bà quá đó đã để lại một ấn tượng đẹp. Bà đã làm gương cho mỗi người chúng ta học để biết cách cho. Bằng chứng rằng thế giới ngày hôm nay vẫn có nhiều người giống như bà. Thế nên chúng ta đừng nản lòng, chúng ta đừng thiếu lòng tin vào Chúa. Và trở lại với bài đọc trong sách Cựu Ước thời ngôn sứ Elia, chúng ta lại phát hiện ra một bà quá nghèo, còn có một tí xíu dầu và một tí xíu bột để mà ăn. Nghèo quá, ăn để mà chết. Thế nhưng vì lòng tin và đặc biệt lòng quảng đại, bà nghĩ rằng nếu ta không lấy chút bột dầu kia mà cứu đói Elia thì Elia chết. Và việc cần phải làm ngay đó là cứu người. Việc cứu người là việc của mình, còn chuyện khác để Chúa lo. Và thật thế trong cuộc sống, tiền bạc thì là phương tiện giúp cho chúng ta trao đổi để sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Tiền bạc nó không xấu, nhưng nó lại mang lợi ích
khi chúng ta biết cách sử dụng. Như vậy, tất cả chúng ta nhất trí rằng tiền bạc tự nó là tốt và luôn có giá trị. Tờ 1.000 đồng thì chắc chắn có giá hơn tờ 50 đồng, 100 đồng. Nhưng tại sao trong Tin Mừng Chúa Giêsu lại nói đến hai đồng tiền kẽm? Và với hai đồng tiền kẽm đó chỉ đáng một đồng xu của người Do Thái thôi. Và với Thiên Chúa, chuyện quan trọng không phải là dân bao nhiêu, nhiều hay ít, nhưng là vỡ tấm lòng. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết về ý nghĩa và giá trị của tiền bạc đối với người sử dụng nó, và qua đó cho chúng ta bài học yêu thương. Càng cho đi nhiều là càng yêu thương nhiều, và nhất là cho đi với bằng cả tấm lòng. Chúa dạy chúng ta đừng vì chạy theo giàu sang phú quý chức trọng, nhưng hãy biết chú ý đến những người nghèo. Và đặc biệt hơn nữa, Chúa mời gọi chúng ta đừng xét đoán theo kiểu bề ngoài. Có những người xem ra địa vị rất cao nhưng tâm hồn lại thấp hèn, và ngược lại có những con người nghèo hèn nhưng tâm hồn rất thanh cao. Và với Thiên Chúa, chuyện quan trọng là cả tấm lòng. Cách cho quý hơn của cho mà kèm theo tấm lòng, nó mới đáng trân trọng. Sự nghèo khó của vật chất không quan trọng bằng sự nghèo khó trong tâm hồn. Chúng ta cứ ngồi lại nghĩ đi, 20 năm, 30 năm, 40 năm, chúng ta đâu mang theo được cái gì vào trần gian này. Thế nhưng Chúa lại ban cho chúng ta quá nhiều. Nhưng vì ích kỷ, vì không khám phá ra ơn huệ của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, để chúng ta khư khư giữ lấy và chúng ta khép lại lòng của chúng ta. Ông bà mình nói rất hay: nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình may mắn hơn rất nhiều người. Thế nhưng mình đã khép lòng lại với những người xung quanh. Cái đây ít hôm đi lễ thì trước khi đi lễ, con với bác bà đi vào quán cơm ăn sáng. Một bà cụ lớn tuổi bán vé số, và ông chở con đi đã hỏi để mua vé số. Ông lựa mua vé số, và lúc đó con hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi. Bà nói năm nay 74 tuổi. Nhìn bà thấy tội quá. Rõ ràng rằng là mình may mắn hơn bà này, 74 tuổi mà vẫn lê bước từng ngày đi bán vé số kiếm sống. Người ta quá nghèo. Còn trong khi đó mình dư thừa mà mình không bằng lòng với tất cả những cái mà mình có, và mình đã khép lòng lại với những người xung quanh. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn vào bào hóa và hãy dâng hiến hết cái tấm lòng của chúng ta. Có thể chúng ta nói con đâu có tiền đâu Chúa, con đâu có khả năng đâu Chúa. Nếu mà nói như thế là mình nói dối. Bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có một tấm lòng. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói: sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Tấm lòng đó là gì? Tấm lòng đó là một ánh mắt cảm thông. Tấm lòng đó là một lời yêu thương tha thứ. Tấm lòng đó là một lời nguyện cầu cho những người thù hận mình, cho những người ghen ghét mình. Tấm lòng đó mỗi người chúng ta ai cũng có cả. Chuyện quan trọng là chúng ta có chia sẻ tấm lòng ấy hay không. Chúa không bắt chúng ta phải lên đường để làm việc bác ái. Chúa không bắt chúng ta phải bỏ tiền vào nhà thờ bao nhiêu là bao nhiêu. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta dâng Chúa và dâng hiến cho anh chị em bằng cả tấm lòng của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta đừng quên, người dâng hiến hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết cả cuộc đời cho chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã dâng hiến trên cây thập giá cuộc đời của Ngài
để cứu mọi người chúng ta. Nhưng rồi chúng ta không khám phá ra tấm lòng của Chúa Giêsu. Chúa đã yêu chúng ta hết mình, hết tình và hết cả cuộc đời của Ngài. Thế nên chúng ta không cảm nhận được cái tấm lòng của Chúa nơi mọi người chúng ta. Để rồi chúng ta cứ phải tính toán, chúng ta cứ phải hơn thua, chúng ta cứ phải tranh giành với Chúa, chúng ta tính toán với Chúa nhiều quá, trong khi Chúa lại ban cho chúng ta quá nhiều. Bài học về tấm lòng của bà quá ngày hôm nay cũng là bài học mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng. Xin cho chúng ta nhìn lên Chúa và chúng ta khám phá ra Chúa đã yêu thương chúng ta hết lòng, để chúng ta cũng yêu Chúa hết lòng và yêu thương anh chị em chúng ta hết lòng như Chúa yêu thương chúng ta.